tại nhà thôi, không có chơi. Ở chơi thì chú chúng ta sẽ có khu vực để đo thân nhiệt, để chúng ta sẽ đo thân nhiệt hết. Tất cả khu vực này là dành cho khách và lữ bên nhà rồi, như là dành cho chủ. Chúng ta sẽ đưa ra tách biệt. Thì nhiều các bạn làm hướng dẫn họ vào đúng khu vực của họ và kiểm tra y tế để cơ bản đã phòng chống dịch. Cái thứ hai là phải đeo khẩu trang. Các cái trường hợp không hợp tác á, chúng ta có quyền mà không có cho họ vô. Tức là mình sẽ có cái nội quy chung, mình sẽ có cái những cái phần nước, mình sẽ chia cái khu vực theo theo hướng dẫn đó thôi. Còn những cái ngoài chết đi nhá, thì tụi em cần nói chết đi lúc mấy giờ làm đi. Cứ nhớ là sân khấu á, cứ nhớ là cái nhà chính điện là 12 giờ. Có tấm nào chụp chơi cho vui, bấm cho có. Ủa mày gửi tại sao không nhận? Nhận rồi mà lâu lâu mới có được cái, mà trong khi mày chụp anh bao nhiêu rồi, hàng ngàn tấm rồi. Đồ mày nhắc lên vậy, đồ báo cho mới vừa nói chuyện được không? Dạ vô trong sâu luôn đúng rồi. Rồi dạ, cái cảm xúc chú hiện giờ như thế nào để đưa tiễn trong cái lễ đưa tiễn gặp mặt này anh Chí Tài? Mà khi mà thật sự mà chú hay tin đó thì thật sự là chú rất là bàng hoàng, mà chú cũng đã hỏi rất là nhiều người coi có chính xác hay là không. Rồi chú hỏi qua Bảo Trung Hồng Ơn rồi cũng chả ai biết hết con. Rồi sau đó đó là chú mới điện cho chị Cát Phượng thì chú mới biết chính thức là anh Chí Tài bị đột quỵ và đã mất rồi. Lúc đó là thật sự là bàng hoàng và chú rất là bủng rủng tay chân. Chú không nghĩ là Chí Tài đi sớm như thế đâu. Phải nói là anh em thì rất nhiều kỷ niệm với nhau, từ bắt đầu từ khi mà Chí Tài về Việt Nam cũng đã đi quay chung với chú rất là nhiều rồi. Và bây giờ thì khi mà Chí Tài đã đi rồi thì chú mong rằng cái vong linh hãy về với Chúa, vong linh được về với Chúa. Và tất cả những cái cảm xúc, và không phải riêng về chú đâu, hầu như là tất cả các anh em nghệ sĩ đều xót thương cho một danh hài như là anh Chí Tài phải vội bỏ ra đi, mà để lại trong lòng khán giả biết bao nhiêu người xót thương. Rồi cũng không biết nói gì hơn, thì hôm nay là chú tới đây để mà chờ liệm, để rồi đốt cây nhang cuối cùng để đưa anh Tài chiều nay phải đi qua bên Mỹ. Bây giờ khi nói thì bắt đầu nó nghẹn, nó không nói được nữa. Thì thôi, thì chú chỉ có mấy lời đó thôi. Chú có thể chia sẻ một cái kỷ niệm nào đáng nhớ về anh Chí Tài mà chú có thể về cái kỷ niệm về trên sân khấu hoặc là trong đời thường ạ? Trong đời thường á thì Chí Tài thật sự là lớn hơn chú 1 tuổi, nhưng mà bất cứ đi đâu thì chú cũng gọi bằng em hết á, lại đùa giỡn với nhau. Đó là cũng một cái kỷ niệm đời thường. Còn trên sân khấu á, thì chú quay chung với lại anh Chí Tài rất là nhiều. Và thậm chí có những cái chương trình ở bên hải ngoại mà về đây quay của mười mấy năm trước đó, thì chương trình Hoa Biển đó, thì chú Chí Tài cũng ăn dầm nằm về với nhau suốt từ thành phố Hồ Chí Minh rồi ra với cả miền Trung suốt một quá trình đó. Và cũng là một cái kỷ niệm để lại nữa, thì cũng không có xa là cũng là gần đây Chí Tài cũng có nhờ chú viết một cái kịch bản cho anh Chí Tài về bên Mỹ diễn, thì chú cũng đã hoàn thành.
và cũng cùng nhau rồi tập vợt rồi dựng cho ảnh để mà ảnh qua bên đó ảnh diễn. Thì rất nhiều ngồi ăn cơm rồi hoặc là uống cà phê hay là uống nước gì đó thì anh em thì ngồi chung với nhau cũng rất nhiều lắm. Cái con người hoặc là cái tính cách nào cũng nhận xét về Chí Tài? Anh Chí Tài đã rất hiền và anh rất nhiệt tình từ trên sân khấu, luôn luôn giúp tất cả các em út cũng như là bạn bè qua những cái chương trình anh em nào mà làm live show hay làm kỷ niệm chương trình gì hãy mời anh Chí Tài anh đều giúp hết. Đấy, và anh giúp phải nói là rất là nhiệt tình. Ví dụ cùng diễn một cái vở này mà chú có nhớ kỷ niệm là tập vừa cùng nhau rồi ăn chung làm về ở nhau là chị có... sẽ nhận cái chuyện đời như thế nào? À, cũng nhiều lắm không? Tất nhiên là nhiều lắm, nhưng mà cái kỷ niệm mà quan trọng nhất á, là cái kỷ niệm 38 năm của chú biểu diễn tại Trống Đồng. Thì Chí Tài có tới giúp chú để diễn cùng chú chung với lại các phường. Đấy, thì anh em cũng vô Trống Đồng rồi mấy ngày trời để mà tập giờ cái trong sân khấu Trống Đồng á, cũng nhiều. Cái lúc đó thì có cái kỷ niệm nào vui không anh? Hoặc là kỷ niệm nào đáng nhớ chứ? Có chứ, tại vì cái tiết mục đó là cái tiết mục á là anh Chí Tài làm cha, mà chú là cái thằng con rể. Nhưng mà trước đây là hai thằng là bạn thân với nhau rồi lắm lúc, rồi nhiều khi trong cái kịch bản đó chú viết đó là nhiều khi hồi cái chú nóng lên cái chú kêu Chí Tài cha vợ bằng mày luôn. Chí Tài bắt bẻ cái chú mới nói một câu là ủa tao với mày là bạn mà bây giờ tao làm con mày đừng có ăn hiếp tao chứ. Rồi cũng có những cái như thế. Mà bây giờ thì coi như là không còn gặp được rồi. Chỉ ngày hôm nay là cái ngày chót ở tại đây. Để rồi vĩnh viễn sẽ không còn gặp nhau nữa. Chú như chú nói là chú với Chí Tài là gắn bó như vậy thì mọi người nói Chí Tài luôn luôn cười vui vẻ như có. Bây giờ chú thấy một cái khoảng cách mà Chí Tài buồn á, chia sẻ chuyện buồn, chú chưa bao giờ mà thấy Chí Tài khi gặp anh em mà Chí Tài buồn, lúc nào cũng cười vui, chưa bao giờ có một cái nét buồn. Nhưng mà hầu như là khoảng 2 năm nay thì Chí Tài gặp được vui, nhưng mà chú nhìn được cái tướng đi của anh Chí Tài và cái sắc mặt của Chí Tài bị xuống rất là rõ ràng. Tất nhiên là Chí Tài có bệnh mà Chí Tài không muốn nói, chú biết. Hỏi thì Chí Tài nói là bị khớp, đi chân thì rất yếu, chân đi rất yếu và đi chậm chạp, và chú đã biết gần 2 năm nay rồi. Đấy, nhưng mà bây giờ Chí Tài anh không nói thì làm sao? Lúc đó anh chú có thường gọi điện hỏi thăm hay động viên gì về Chí Tài? Chú chỉ gọi điện là lâu lâu rồi gọi điện, nhiều khi Chí Tài cần gặp chú thì gọi điện chú, như đi cà phê. Thì đương nhiên mỗi một cái câu đầu thì lúc này khỏe không, dạo này khỏe không thì có hỏi qua hỏi lại như thế. Thì lắm lúc rồi chú cũng hay điện. Dạ, cảm ơn chú ạ. Dạ. Một cà phê của ai? Chú đến đây từ mấy giờ chú? Chú đến đây lúc 6 giờ hơn là chú đã có mặt ở đây rồi. Đêm qua chú ngủ được không? Đêm hôm qua hả? Không. Đêm qua thì chú, tất nhiên là hầu như là mấy đêm nay thì chú ngủ được có chừng 4 tiếng. Chú có nhìn, có chú Chí Tài, chú có nằm mơ đây chú Chí Tài không? Cái đó thì chú không thấy, hầu như là ở nhà hoặc đi công việc thì trong mấy ngày nay thì cái hình ảnh của anh Chí Tài nó cũng hiện lên trên đầu mình thường xuyên, chứ còn nằm chiêm bao để thấy thì là không có. Sao mà mấy đêm nay chú lại chú mất ngủ này là khi mà tại vì mỗi buổi sáng đó, mà chú có một công việc nào sớm mà cần phải làm đó, là đêm là chú phải lo, là chú hay ngủ hay mất ngủ là như thế. Như sáng nay chú muốn đi, chú dậy từ 5 giờ sáng rồi.
mà 12 giờ mới ngủ, nhiều khi 12 giờ rưỡi, 1 giờ mới ngủ, mà 5 giờ sáng nay phải đi rồi. Chú làm sao mà, từ xưa tới giờ là chú làm việc là luôn luôn đúng giờ, kỷ luật về giờ giấc. Bất cứ một công việc gì từ xưa tới giờ như vậy, thì không bao giờ chú trễ nải bất cứ một nơi nào hết. Dạ, 7 giờ 45 mới là tang lễ của chú Tài, mà sao chú tới sớm như vậy chú? Chú tới sớm tại vì hôm nay đó là chú muốn tới đây để mà khi mà nhìn anh Tài lần chót, tại vì 9 giờ là chú phải đi về Long An để tiếp khách ở dưới Long An. Dạ. Đấy, tiếp khách dưới Long An, cho nên là buộc chú phải đi sớm lên đây để mà chờ đợi, rồi xong rồi 9 giờ là chú phải có mặt ở dưới Long An. Dạ. Chú gặp chú Tài chưa chú? Bây giờ chưa gặp được, bây giờ chú chỉ ngồi đây chờ để bên kia đưa anh Tài qua, cho cũng là sắp tới rồi. Dạ. Cảm ơn chú ạ. Anh mới qua đây nha, đúng không ạ? Anh đến thì sáng sớm rồi, khoảng 6 giờ. Đó thì ở bên anh thì anh đang dạy cái lớp K13 của sân khấu Hoàng Vân. Do đó thầy trò tụi anh qua đây để có thể phụ giúp với bên bảo vệ có thể làm được cái gì. Thì mình sợ cái lượng khán giả khi mà đến để mà viếng anh Chí Tài nó sẽ đông. Anh sợ lực lượng bảo vệ nó không đầy đủ, do đó thì anh có huy động các em bên K14, K13 đó, bên sân khấu Hoàng Vân nó cùng qua đây với anh để phụ với bên bảo vệ để có thể giữ được trật tự cho nó tốt. Thành ra 6 giờ anh đã có mặt ở đây rồi. Rồi nãy giờ thì anh đó nghe anh em tới rồi, anh chạy mua cà phê cho anh em đó. Dạ. Những ngày qua thì tâm trạng của anh là sao? Thì tất nhiên là giữa anh với anh Chí Tài thì cũng có những cái tình cảm với nhau. Cũng thường diễn diễn show ở hải ngoại và cả tại Việt Nam nữa. Thật sự thì không nhiều. Nhưng mà có những cái hợp tác với nhau trong diễn xuất, và nhất là khoảng năm 2014 thì anh với Chí Tài có tham gia một bộ phim là Cưới Chạy của Hoàng Mập á, của Hoàng Thành Tài á, thì anh và Phương Dung là một cặp vợ chồng, và anh Chí Tài với Việt Hương là một cặp vợ chồng, là hai bên xuôi gia đó. Thì là anh là bên nhà trai, còn anh Chí Tài bên nhà gái. Anh thì người thành thị, còn anh Chí Tài ở thôn quê. Đó thì tất nhiên là trong cái tình tiết của bộ phim đó, thì tức là những cái sự khó khăn hay là lễ nghi ở vùng quê nó sẽ khác, làm cho bên nhà trai ở thành thị thì cũng khó chịu, tạo ra những sự mâu thuẫn. Nhưng mà rồi cuối cùng thì hai bên gia đình nhà trai nhà gái cũng đều tạo điều kiện cho các con đến với nhau. Một bộ phim mà anh và anh Chí Tài cũng được làm việc chung với nhau thì anh cũng thấy vui. Và nhất là anh còn nhớ một cái cảnh khi anh với Phương Dung xuống nhà của anh Chí Tài với Việt Hương để mà xin hỏi cưới thì ổng giận á, ổng rượt. Mà trời ơi, ổng rượt mà anh và Phương Dung chạy thật sự đó. Tức là nó cho ổng khỏe dữ vậy, nên là tại anh cũng khỏe dữ vậy nó. Anh vậy đó em, anh rượt nó nghĩa là rượt chạy thiệt luôn á. Ổng cầm cái chổi, nếu mà được xem lại cái đoạn đó thì là ổng rượt thật sự luôn đó. Trời ơi, vừa phải thôi, đóng phim mà anh rượt thật sự, quýnh cho được luôn mà. Thế nên anh và Phương Dung vừa thể hiện nhân vật mà cũng vừa thấy vui cười, cái là trời ơi, ổng chống ổng thuộn ghét mình sao ổng được chứ. Thì ổng đánh cho được. Đó thì cũng cố gắng chạy để hoàn thành cái lớp diễn đó. Một kỷ niệm mà anh thấy rằng là rất là dễ thương giữa tụi anh với nhau. Mình cũng thấy anh Chí Tài rất là khỏe. Nhưng mà không ngờ thì thôi, nó là một cái định mệnh, số phận. Ổng ra đi. Cũng làm cho anh em cũng có một cái quá bất ngờ. Quá bất ngờ thật sự. Hối tiếc.
Vì mình nghĩ rằng anh Tài còn quá khỏe. Nhưng mà cái xui rủi đã đưa đến với ảnh thì thôi thì chỉ cầu mong cho hương linh của ảnh sớm được siêu thoát. Ảnh sẽ được có một cái thanh thản trong cái thế giới bên kia. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Thank you.